Sức mạnh của pháo phản lực phóng loạt Ketisa Pháo phản lực Katusa, hay còn được gọi là pháo Katusa, là một dạng bệ phóng đạn phản lực, rocket, được thiết kế bởi Jagi Lengimak chế tạo bởi Liên Xô trong Thế chiến thứ hai. So sánh với các loại pháo truyền thống, Katusa có khả năng khoanh tạc một diện tích rộng trong thời gian rất ngắn với sức công phá cao, đổi lại là độ chính xác thấp và thời gian chờ nạp đạn lồng. Ngoài ra, dàn phóng rocket hàng loạt này có ưu điểm là rẻ tiền dễ sản xuất, gọn nhẹ và dễ cơ động. Do vậy, nó chuyên được dùng để oanh tạc các mục tiêu trên diện rộng như đội hình hành quân của bộ binh, các trận địa pháo binh, dãy nhà, cửa, công sự của đối phương. Trong thế chiến thứ hai, Katusa được tiếp tục cải tiến, bao gồm các loại giàn phóng BM-14, giàn hạng nhẹ BM-8. Sau thế chiến 2, tiếp tục xuất hiện loại giàn phóng BM-21 được xuất khẩu sang nhiều nước, ngoài ra còn có các giàn phóng hạng nặng tầm xa như BM-27. BM-30. Pháo phản lực Katyusha là một loại pháo do Liên Xô chế tạo và sử dụng ngay từ đầu chiến tranh thế giới lần thứ hai. So sánh với các loại pháo khác, dàn phóng đa hỏa tiễn có khả năng bắn đi một lượng lớn đạn phản lực tới một mục tiêu trong thời gian ngắn. Mặc dù độ chính xác không cao và thời gian nạp đạn cũng khá lâu, chúng tương đối cơ động, không hề đắt và dễ sản xuất. Đây là loại pháo tự hành thường được lắp ráp trên xe tải. Sự cơ động này đã tạo cho Katyusha và những loại pháo tự hành khác một lợi thế riêng biệt, chúng có thể phóng đạn phản lực vào vị trí địch và rút lui trước khi phía địch phản pháo vào vị trí chúng triển khai trước đó. Các tiêu xa trong thế chiến 2 bao gồm loại hạng vừa BM-13, hạng nhẹ BM-8 và hạng nặng BM-31. Ngày nay, biệt danh này còn được đặt cho các thế hệ giàn phóng mới hơn của Liên Xô, phải kể đến giàn phóng BM-21 rất phổ biến và được sử dụng trên toàn thế giới. Vì tính cơ động đặc thù của giàn phóng đa hỏa tiễn này, nó rất được ưa chuộng để tấn công kiểu du kích, quấy nhiễu, quân đội nhân dân Việt Nam, Hắc Taliban. Hồng quân chọn biệt danh này từ bài hát rất nổi tiếng của nhạc sĩ m i k 2 trong thời chiến. Katusha có nghĩa là Katerina bé nhỏ, người Nga thường thêm hậu tố chỉ nhỏ, diminutive vào sau tên trong trường hợp gọi rất thân. Bài hát này nói về một cô gái mong chờ người yêu dấu đang đi xa để thực hiện nghĩa vụ trong quân đội. Quân đội Đức Quốc xã đặt một biệt hiệu khác cho Katusha là organ của Stalin sau khi vị cố tổng bí thư Liên Xô này ví giản hỏa tiễn như những ống hơi của những chiếc đàn organ khổng lồ trong nhà thờ. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, sự phát triển của pháo phản lực Katyusha. Việc phát triển dàn phóng đạn phản lực Katyusha là sự đáp trả việc phát triển pháo cối Nebelwerfer 6 nòng của Đức Quốc xã trong năm 1936. Và năm 1938, Viện Nghiên cứu Phản lực Liên Xô, theo sự ủy quyền của Bộ Tổng Tư lệnh Pháo binh, phát triển dàn phóng đa hỏa tiễn dùng cho máy bay RS-132 RS tên lửa tấn công. Kỹ sư Y G cho đội thiết kế bắn thử nghiệm đạn M132 132 mm trên dàn pháo đặt trên xe ZIS-5. Cuộc thử nghiệm thất bại, kỹ sư VN Gankowski đề nghị lắp những thanh phóng dọc trên giá đỡ. Tháng 8 năm 1939, BM-13 ra đời, BM là cụm từ viết tắt của Boy EVA Machina, thiết bị phóng. Các thử nghiệm được tiếp tục tới năm 1940, dàn phóng BM-13, 16 được sản xuất. Dàn phóng có thiết kế khá đơn giản, bao gồm một giá có gắn những thanh phóng bằng thép là chỗ đặt đạn phản lực, với bộ không gập để nâng thanh phóng lên vị trí thuận lợi để khai hỏa. Mỗi xe tải có từ 14 tới 48 bộ phóng. Đạn phản lực M13 đường kính 132mm của hệ thống BM13 dài 180cm và nặng 42kg. Nó được phóng đi bằng hỗn hợp nitra cellulo đặc phụt ra từ trong lòng ống. Hỗn hợp này được đặt trong vỏ thép của quả đạn với một ống dẫn đơn giản ở cuối. Quả đạn được cố định bởi bộ gá thăng bằng hình chữ thập. Mỗi đoạn ngoài nổ đều chứa thuốc nổ mạnh, nặng 22kg. Cự ly bắn khoảng 5,4 km, 3,4 dặm. Sau đó đạn phản lực đường kính 82mm M8 và đường kính 300mm M30 cũng được phát triển. Katyusha được giới thiệu lên các quan chức cấp cao nhất của Liên Xô ngay trước khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng phát. Đó là một thiết bị phóng được gắn trên xe tải đơn giản, không gây ấn tượng lắm. Nhưng khi nó bắn đi một loạt đạn, tất cả họ đều kinh ngạc. Người đầu tiên phản ứng là Bộ trưởng Quốc phòng Semyon Timoshenko. Ông thét với cấp dưới, tại sao anh không báo cáo gì với tôi về một thứ vũ khí như vậy? Quyết định cuối cùng về việc đưa vào sản xuất Katyusha được đưa ra chỉ một ngày sau khi quân Đức bước qua biên giới Liên Xô vào ngày 21 tháng 6 năm 1941. Vài giờ trước chiến tranh, nhà lãnh đạo Liên Xô là Stalin đã chấp thuận việc sản xuất hàng loạt Katyusha. Mới chỉ có 40 giàn phóng được lắp ráp khi phát xít Đức tấn công Liên Xô năm 1941. Tham chiến Giàn phóng đa hỏa tiễn Katyusha trong chiến tranh thế giới lần thứ hai được lắp ráp trên rất nhiều loại phương tiện, bao gồm cả xe tải, xe kéo pháo, xe tăng, tàu hỏa bọc thép và cả tàu thủy như một vũ khí tấn công. Sau thắng lợi trong những tháng đầu của cuộc chiến tranh, một lượng lớn pháo Katyusha được sản xuất và gồm nhiều loại. Pháo Katyusha có thể chế tạo được với các tổ hợp công nghiệp nhẹ và không hề đắt. Đến cuối năm 1942, quân đội Liên Xô có tổng cộng 3.237 dàn phóng loại này và đến hết chiến tranh thì Liên Xô đã sản xuất khoảng 10.000 dàn phóng Katyusha. Katyusha có độ chính xác thấp hơn pháo truyền thống nhưng khá hiệu quả trong việc oanh tạc và đã làm cho lính Đức rất sợ hãi. Một đợt bắn BM-13 chỉ mất từ 7 tới 10 giây cho một đợt bắn, phóng đi tới 4,35 tấn thuốc nổ tới khu vực rộng tới 4 hecta, tương đương với hỏa lực của 70 khẩu pháo hạng nặng cùng bắn. Các khẩu đội Katusa thường tập trung với số lượng lớn để gây sốc cho địch quân. Các giàn phóng Katusa cũng được thiết kế gắn trên xe tải. Sau khi phóng xong thì chiếc xe sẽ chạy nhanh ra nơi khác, vì vậy quân địch thường không thể xác định được vị trí của bệ phóng để phản công. Điểm bất lợi là thời gian nạp đạn cho bệ phóng Katyusha là khá lâu, trong khi pháo truyền thống có thể duy trì tần suất bắn liên tục. Đơn vị tác chiến đầu tiên được trang bị 7 dàn phóng BM-13 dưới sự chỉ huy của Đại úy Ivan Ferov, phóng lần đầu ngày 14 tháng 7 năm 1941 ở Osa, thuộc Belarus, cách Moskva 500 km về phía Tây. Osa là một trung tâm giao thông vừa bị quân Đức chiếm được có rất nhiều binh sĩ, đạn dược của Đức tập trung tại đây. Trong lần đầu tham chiến, những gì mà Katusha thể hiện đã vượt mọi mong đợi. Hàng trăm viên hỏa tiễn được phóng đi xa 8 km, đợt phóng diễn ra chỉ trong vòng 15 đến 20 giây. Do thời gian phóng quá nhanh, quân Đức còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chưa kịp báo động ẩn nấp thì tất cả khu căn cứ đã bị oanh tạc tan tành. Chỉ trong nửa phút, Osa bị tàn phá nặng nề, hệt như bị 100 khẩu đại bác nã đạn cùng lúc trong khi các bệ phóng rocket nhanh chóng rút đi khiến quân đức không kịp phát hiện sau đó nhiều tháng quân đức vẫn không thể xác định được đây là loại vũ khí gì và đành phải báo cáo lên cấp trên rằng quân đội nga đang sở hữu loại đạn lửa tự động khủng khiếp tư lệnh quân đức tướng frank hander sau này viết trong nhật ký về trận osa người nga đã sử dụng một loại vũ khí chưa từng được biết đến một cơn bão lửa đạn pháo đã đốt cháy nhà ga osa toàn bộ binh sĩ và các phần cứng quân sự kim loại bị tan chảy và đất bị nung nóng. Sức mạnh của Katusha không chỉ ở khả năng sát thương lớn trong thời gian rất ngắn, mà nó còn gây ra sức ép tâm lý cực lớn với âm thanh rất ghê rợn của mình. Khi bay tới mục tiêu, hàng trăm quả dốc kết sẽ tạo nên những tiếng rít rất chói tai, khi lao xuống chúng sẽ tạo ra hàng trăm tiếng nổ khủng khiếp gần như cùng lúc ở khắp xung quanh mục tiêu. Điều này tạo hiệu ứng gây sốc tâm lý rất khủng khiếp cho bộ binh đối phương. Ông Ivan Dmitrievich Dunayev Người chỉ huy một đơn vị Kachusa đã nói phải thú thật là sau loạt bắn đầu tiên tôi ướt hết cả quần vì sợ. Gần một tuần chúng tôi mới quen được với tiếng hú của đạn và tiếng rầm rầm như nuốt hết tất cả. Những binh sĩ Đức còn sống sót sau khi chịu đựng loạt đạn của Kachusa hầu như không còn tinh thần để chiến đấu nữa vì bị sát thương, bị điếc hoặc bị sốc vì hoảng sợ. Một tù binh Đức nói sau khi bị Hồng quân bắt giữ vào năm 1941 nói rằng có nhiều tình huống con người ta sợ phát điên bởi hỏa lực rocket của Liên Xô. Tất cả các quả Katyusha đều được lắp thiết bị nổ để tổ lái tự hủy vũ khí nếu như bị quân Đức áp sát, nhằm tránh bị kẻ địch chiếm được. Quân Đức nóng lòng tìm hiểu thông tin về thứ vũ khí mới của Hồng quân, nhưng suốt một thời gian dài, họ không có được gì trong tay. Cuối cùng, quân Đức cũng chiếm được một dàn Katyusha, nhưng lại phát hiện ra rằng họ không thể sao chép chúng. Thứ mà quân Đức không thể phát triển là loại bột thuốc pháo đặc biệt được sử dụng trong các tên lửa liên xô. Nó cho phép tên lửa thực hiện một đường bay dài và ổn định, nhưng khi cháy hết thì không để lại dấu vết nên không thể phân tích thành phần được xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của kiến thức và giải trí